Rồi, chào các bạn, nay nhóm du lịch Bốn Phương sẽ dẫn các bạn đi đào nghêu. Thì trên đường mình đi thì mình có ghé qua cái phà. Đây, cái quang cảnh cái phà. Mình đang đợi phà tới nên là lên phà là 9 giờ. Thời tiết hôm nay là 80 độ, rất là nóng. Lên 90 luôn. À, rất là nóng. Đây, trang phục của anh em mình đi. Yeah. Đây, anh em của mình đang đợi phà để qua bên đảo. Thì xe xếp hàng nhau như vậy. Trọng có mang theo bạn chim tới. Đó, thú cưng của Trọng á. Ê, sao thú cưng của mày mày gọi mà nó không tới mày? Sợ, sáng thích. Đó, ở xa xa thì chút nữa mình sẽ lên cái phà đó để mình đi. Phà đó đang đi tới, chở những người ở bên đảo kia quay lại đây. Ồ, nay trời đẹp quá, thợ lặn đi ra đây lặn luôn. Quá dữ. Họ đang bơm thuyền xuống nè. Bây giờ để mình đi vô trong cho các bạn coi. Ê. Trọng dẫn đường đi Trọng. Đúng rồi. Bây giờ Covid thì mấy cái hàng này họ không cho ngồi nữa. Với lại nhưng mà tại vì khi mà ra công cộng thì anh em mình phải đeo khẩu trang. Đây là bắt buộc nha các bạn. Không biết là restroom có mở hay không nha, để mình đi check luôn. Mở chứ. Thôi, nhiều khi nó có restroom ở dưới đất đó. Ờ. Nãy á, đỡ nãy á. Dữ không? Trên phà có thang máy luôn. Không, nhưng mà nhà cũng cho ngồi. Nhưng mà một chỗ gì đó nó cắt ra một cái. Này, chỗ này ngồi, chỗ này không. Đây tiếp. Phà lớn quá trời lớn luôn. Bên hông. Tại mình đi sớm quá cho nên ít người đi lên phà vắng tanh. Đây, restroom. Đây, trên này. Ồ. Oh. Có lối lên trên này chơi nữa nhưng mà họ không cho lên. Mình đang trên đường đi ra đầu tàu. Kiếm gì Trọng? Áo phao hả? Đúng không? Phải không? Ồ, ok ok. Tàu cứu hộ. Đây là đầu tàu. Phà đi rất là êm. À, chút nữa mình cập đến cho bên đó hả? Mặc dù hôm nay là lên 80 độ hoặc là lên 90 độ nhưng mà khi mà đứng ở ngoài đầu tàu như vậy mà buổi sáng sớm nữa thì gió rất là lạnh.
Lạnh không? Lạnh chứ hả? Lạnh ha. Mà đi thấy êm quá ha. Rồi, anh em mình đã tới địa điểm đào nghêu. Hôm nay rất là nhiều người đi. Ở ngoài parking không có chỗ đậu xe luôn. Đây. Dụng cụ hành nghề. Đó, đồ chơi quá trời luôn. Đây, xa xa là hai cô nhỏ đang đi. Anh à rất là thích đi chân không xuống cát. Anh em mình cũng đã tới nơi được đào nghêu sò, nhưng mà không được như ý là nãy mấy đứa nhỏ nó không chịu đeo đi giày vô cho nên bị chân của nó bị cắt, giờ khóc la sùm đó các bạn nghe chưa. Kinh nghiệm là mai mốt là tới mấy khu này cho dù các em nhỏ mà có khóc cỡ nào mà bắt bỏ đi giày ra để đi chân đất chơi là không cho nha các bạn. Không là cát, đúng rồi, không là mấy cái đá sỏ này nó cắt chân á. À, ba đây, ba đây. Ba đây. Đó các bạn thấy chưa, khóc sùm nè. Khỏi quay luôn. Ba bé còn sao ba quay. Cái này cũng là 40 con. Cái này gì vậy, giống con bùi. 40 con đi. Nhưng mà con kia bự lắm, con nãy bắt bự lớn lớn nữa. Con bự lớn lớn. Mình đổi hướng bắt mấy cái. Đứng thở như chó luôn. Thôi, hôm nay chơi nhiêu đó đủ rồi. Đây, có anh chị hàng xóm Dư, mình qua mình xin. Rửa luôn, rửa giùm luôn. Wow, quá đã. À đó, hôm nay mình có lộc ăn rồi, mình có lộc ăn rồi. Of course. Thank you. Thank you. My mom and dad will give you our address. Chị. You got to luôn. Wow. Còn ốc thịt sao, chị đủ chưa? Chị đủ chưa? Chị đủ rồi. Ốc thịt nào? Ốc bự. Có ốc mà thịt dai dai á. Chị đủ rồi. Chị lấy nữa không? Chị ốc bự không? Chị đủ 120 con thôi. À đủ luôn rồi hả? À, đủ rồi. Cái này là vừa bự vừa nhỏ. À à. Yeah. Ui trời đã. You have a YouTube channel? 70 con. 70 anh đếm luôn hả anh? 70 hả? Chính xác không? Luôn con lớn con nhỏ luôn á. Wow. Coi nè các bạn, anh hàng xóm anh cho nè. Ừ. Ngon lành, ngon lành. Ừ. Ê, xí, con này chết rồi. Wow, các bạn coi đã không? Rồi, cảm ơn anh chị. Quay luôn hả? Ừ, quay. Đó, trên đường, trên đường đi đào nghêu về đói quá. Ghé vô cái tiệm không biết tiệm gì nữa, thôi kệ, ăn đại đi, đói quá đi kêu. Ừ, đói quá rồi chịu hết nổi. Hên có cái bóng cây đào sò bị mất sức quá không, ở ngoài đó nắng quá chịu hết nổi chui vô đây. Hên có cái bóng cây đó.
Hana, Hana, nghe ba hỏi nè, con đi chơi vui không? Cho em vui không con? Have fun, you fun? Ken, vui không con? Nãy con bơi vui không? Xuống nè đó. Đừng, đừng, đừng có động chúng, nó rung. Rớt con mắt cơ luôn. Tìm em như vậy. Đồ ăn, đồ ăn ở đây không ăn. Đi ra ngoài đó hái trái cây, không biết hái được trái gì không. Đây. Hái được hả? Đâu mang ở đây? Em hái được trái gì vậy? Không biết cái gì luôn, mặn nó ngọt lắm. Ăn thử đi. Cho ăn, cho ăn không? Hả? Cho ăn không? Trái gì vậy? Không muốn ăn hả? Cô rửa cho. Cô rửa cho. Ý dạ, con nhỏ. Cái số quà phiên con hả? Cô ơi. Gì con? Chị số quà phiên con hả? Ừ nè, con kêu ăn thử đi. Nào, con ăn thử coi. Ngon không? Ngọt ha? Ngọt hay chua? Ờ. Con cứ nói thiệt đi. Nhưng mà cái hộp nó chua. Con cứ nói thiệt đi. Con cứ nói thiệt đi, ok. Ngọt cơ mà chua. Ngọt mà chua luôn. Nè, họ nhả hộp đi đây, em nhả hộp đi đây. Chua, bây giờ chua. Ông Diễm quá đi ông ơi. Tôi biết nó chua mà. Ngọt chứ chua mà. À, vừa ngọt vừa chua. Có chua là ngọt, còn bây giờ cái mít đó chua. Ok. Ngon không? Ăn nữa không? À, các bạn ơi, anh em tụi mình mới đào xong nghêu sò thì tụi mình đang trên đường về. Cái lịch trình hôm nay là đáng lẽ là chút nữa là tụi mình về là tụi mình nấu nướng chế biến cho các bạn coi luôn, nhưng mà bây giờ thì cả hai bên luôn đào về thì nó ê ẩm mình mỏi nhất cái vai, nãy xách nguyên cái máy, xách nguyên cái chân quay á, bé mấy đứa nhỏ nữa, bé mấy đứa nhỏ, trời ơi, đi chắc phải là một mai hai mai có đó, đi xa lắm. Đây một em đã rất dài. Cũng biết chắc chắn bị đâm nha. Cho nên chắc đuối quá. Tí nữa về chắc không làm chế biến được đâu. Thôi thì hẹn các bạn ngày mai ha. Để ngày mai anh em mình khỏe, lấy về nhà ngủ nghỉ, lấy lại sức. Rồi mình sẽ quay lên cái cảnh nấu nướng chế biến cho các bạn coi. Vậy nha, bây giờ mình lái xe tiếp đây.